giúp con, mua gì? Em... Lại xin ăn chứ gì? Nhìn mày là đã thấy chẳng có tiền rồi. Thôi, đi đi để người ta còn bán hàng. Mới sáng sớm ngày ra. Em có tiền, nhưng... Vậy à, đâu nào? Tiền đâu? Tiền đâu nào? Cái gì? Mấy nghìn bạc mà đòi ăn phở hả? Anh ơi, anh bán cho em đi. Em sẽ cố gắng trả anh khi em có tiền. Nhiều đây là tiền em đi làm buổi sáng, chỉ được có từng này. Mai em sẽ làm nhiều hơn để lấy tiền trả anh. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Ba xem đi, thằng bé này nó có mỗi vài đồng tiền lẻ mà cứ kỳ kèo ăn chịu. Ai lại chịu bắt phở cơ chứ? Miếng ăn vào miệng rồi thì đòi ở đâu ra? Thôi bán cho nó, mày nó trả. Sao lại bán cho nó? Cứ làm đi, trông thằng bé ấy thật thà. May cho cậu là ba anh tốt bụng đấy nhé. Cháu cảm ơn, nhất định cháu sẽ trả. Đây, cháu cầm lấy đi. Cháu gửi ạ. Từng này đủ rồi, suốt ngày thế này thôi. Từ mai cứ từng này là mua được. Ba lại làm thế, nó quen thân đi rồi, nó cứ ăn không, suất đấy còn là suất đặc biệt đấy. Ba nghĩ tô phở đấy thật sự quan trọng với thằng bé, nhìn nó rất tội. Những ngày sau, một tháng sau, ba ơi, thằng bé kia hay hôm nay không tới, chẳng biết thế nào nhỉ? Chắc là thằng bé không còn cần đến những bát phở đó nữa. Ôi! À! Ba, ba tôi làm sao thế này? Anh bình tĩnh, ông cụ bị tai nạn, chúng tôi đã cấp cứu vết thương bên ngoài, nhưng có một vấn đề người nhà nên biết. Vấn đề? Là gì ạ? Ba tôi nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Ba anh bị tổn thương mắt nghiêm trọng, nếu như không có giác mạc để thay, tôi e rằng ông cụ sẽ khó có thể phục hồi tại thị lực. Nghĩa là sao ạ? Bác sĩ đang nói, ba tôi có thể mù sao? Nếu may mắn thì có thể có người hiến giác mạc, tôi đã liên hệ với bên trung tâm phía trên. Mong sẽ có kết quả sớm. Vừa mới có người hiến tặng giác mạc, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép cho ba anh ngay. Thật hả bác sĩ? Thật sự cũng là điều may mắn với nhà anh. Nhưng người cho giác mạc là một người vừa qua đời tại bệnh viện ngày hôm qua. Người nhà đã đồng ý hiến giác mạc. Thật vậy sao bác sĩ? Sau khi ba tôi phẫu thuật xong, tôi có thể gặp họ được không ạ? Là em sao? Bác sĩ ở bệnh viện bảo anh đến để gặp người hiến giác mạc cho ba anh. Chẳng nhẽ? Dạ, vậy bác đã khỏe lại chưa ạ? Ba anh tỉnh lại rồi, cuộc phẫu thuật thành công, bác sĩ nói sẽ sớm hồi phục thôi. Vậy tốt quá rồi. Nhưng tại sao em lại biết? Và người hiến mắt cho ba anh chẳng nhẽ là... Dạ, tại khi bác nhập viện, phòng của bác ở cạnh phòng ba em nên em biết. Hơn 2 tháng nay, ba em nằm viện điều trị viêm tụy, nhưng bệnh tình mỗi ngày một nguy kịch hơn. Khi biết tình trạng của bác và biết bác là người đã giúp đỡ ba con em trong suốt thời gian qua, ba em đã quyết định hiến giác mạc cho bác sau khi qua đời, cho nên... Cảm ơn em vì những điều em đã giúp anh nhìn thấy. Trong cuộc sống luôn luôn có nhân quả, chúng ta cần gieo những nhân tốt để có thể có những trái cây tốt trong cuộc đời.